Đức Nhân TV, hôm nay là Đức Nhân TV dạy võ ở trên trung tâm Giao Đan Phượng. Và hôm nay trời rất mát, các bạn vừa mưa xong. Học trò thì mấy hôm vừa rồi nắng mệt mỏi và mình đang cho ngồi thiền. Mà học trò mình đang có những giấc ngủ say cực kỳ luôn. Mình đang vào quay các bạn cho bạn xem nhé. Đây là những dạng ngồi thiền đây, các con nóng quá nên mắt rời mưa này, say ngủ ôm cả bụng đấy, áp ngủ ngủ. Bạn này thì ngồi tốt hơn, gật mát quá ngủ hết đấy, các bạn nghe về sâu kêu. Trung bà không cười con. Trung bà gọi là tiếng gáy rồi. Bạn này thì nằm hẳn xuống luôn. Mấy ngày 39-40 độ. Bạn này cũng nghiêng như cây chuối rồi. Đây là một lớp học võ của chúng tôi đang ngồi thiền say mức, đang mơ đẹp đây, đang mơ đẹp. Tôi này có bánh ăn không đây? Đang Hưng này này, lúc nào còn võ cũng mang ăn đi các bạn ạ. Bạn này học giỏi lắm nhưng mà đang mơ đẹp đây, thiền mệt quá. Nghe tiếng gáy. Bạn này cũng đang tùm tìm mơ đẹp này. Bạn Hà này thì học rất giỏi này. Mát quá. Hiện là Minh Anh mới quay lại, cũng đang gật thiền sâu. Đều như thế thiền. Bạn này thì ngồi tốt này. Bạn này là bạn còn ngủ. Cái bài ngủ này thì chắc không ai học được. Bài này là bài bạn tin. Đẹp nhất Việt Nam vẫn ngủ. Giấc ngủ đẹp nhất Việt Nam các bạn. Mình ra ngoài một tí mà có tiếng gáy hết. Thầy vừa đi ra ngoài. Đến mưa mát các bạn ạ. Vào trò mình thiền sâu quá. Để cho trò nghỉ với mấy hôm nắng quá đây. Đây mưa các bạn. Bạn này mình vừa thi học kỳ xong, làm bài vất này nắng lực vất, chỉ có mấy bạn là còn được tinh thần đấy các bạn. Trời mưa đây mà mát, mình vừa ra ngoài mua chai nước uống ấy, vào lớp ngủ hết mệt. Gáy là gáy đúng rồi. Có lẽ 22 năm dạy võ của mình hôm nay có cái video hay nhất. Trò ngủ gật nằm lớp. Chào các bạn nhé. Đấy. Hay lắm các bạn ạ. Thôi lớp thủ công nào. Ngủ hết rồi.